được tham gia buổi training sản phẩm về Hilux và các sản giới thiệu các sản phẩm. Ngoài cái các sản phẩm mới ra thì chế độ bán hàng của công ty anh Tuấn giới thiệu với khách hàng tương đối là ưu đãi. Mong muốn thì mình sẽ mong muốn rất nhiều, nhưng mà mong sao thì các sản phẩm Hilux sẽ đến được tay khách hàng cuối cùng nhiều nhất.